Mẹ rửa mẹ ra, rửa mẹ ra. Rồi, mẹ không, bây giờ mẹ tức áp mặt nạ hết. Rồi, rửa mẹ ra. Ừ, sao đáp vậy? Rồi đi, đó, một tiếng đồng hồ. Ừ, phải không? Để chết đây sao? rồi. Chứ bây giờ thích làm đẹp thì phải chịu thôi chứ. Nét sang đó mà. Rồi, sang cổ luôn rồi. Mời chị Nguyễn Thị Tính để lên mặt. Mà để vô đâu? Để lên mặt mẹ. Thôi đây, đây hả? Ừ. Qua đi. Bắt đầu. Đây, nó sẽ hiện lên cho mình và hướng dẫn cho mình đó. Ủa mẹ đang làm gì mà? Trời ơi, mày đáp mặt nạ đây này con. Sao rửa miết rửa hoài không ra gì trơn. Đáp đây, rửa đáp đây. Không được rửa đâu, sao nó không được nè. Sao nó vậy? Bỏ cái gì nè. Một quyền à, đáp vô. Đây đi. Ừ. Nó làm gì vậy? Mà đáp mặt nọ nè. Bỏ cái này. Bỏ cái gì? Tự nhiên ở đây ở nhà có cái vụ mờ đáp mặt nọ nữa cỡ. Đáp vô mình sao nước không vậy? Để nước mà mình đưa đây đây đây. Em mát nè. Trắng quá, người Mỹ thì tới quê. Thôi bỏ 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 bỏ, thôi cái mặt nạ của ta rồi, đây tôi rửa tay luôn. Giờ này ngựa lắm, nó thể ra là điêu. Ở dưới quê là thường là cỡ này mà cũng đắp mặt nạ, kia là ở ngoài quê là mấy cô là sẽ kêu ngựa, bà ngựa quá. Không, cái này không có ngựa đâu quý vị, mà thật ra là chăm muốn chăm sóc da. Giờ này thấy khán giả rồi, nhiều người khen là da mẹ Tính này đẹp quá, cái là nghiêm. Thế nay là lén đi đắp mặt nạ mình phát hiện ra được. Dễ sợ. Thôi thôi thôi, bỏ. Không có tay mẹ luôn á. Có đừng bắt ké. Có đừng bắt ké đâu. Biết đâu, sao mà mấy lần nó khô càng càng, sao bây giờ nó nước quá vậy mà. Sao cái đài nó nước gì nè. Quá à. Cái đài nhỏ quá. Rồi cái đài nó nhỏ tiếp. Rồi có cả nước này đó hả? Để cho đâu sao đã. Không. Cái đài sái rồi nè. Khổ quá, từ từ, bình tĩnh. Đây, kính thưa quý vị, đây là cái máy đắp mặt nạ của bà Trâm Vlog giống. Có cái máy hài. Đây là cái máy đắp mặt nạ đó. Họ đắp lên luôn cái máy đó. Cái này là máy của thương hiệu Oreo, có tên gọi là máy đắp mặt nạ UFO. Còn hài vậy, nào nó có lại vậy. Bà hay á. Ừ. 7 triệu. Rồi đó. Rồi mẹ ngửa mẹ ra. Rửa mẹ ra. Rồi, mẹ không, bây giờ mẹ tức đáp mặt nạ hết. Rồi, rửa mẹ ra. Ừ, sao đáp vậy? Rồi đi, đó, một tiếng đồng hồ. Rồi, phải không? Để chết đây rồi. Chứ bây giờ thích làm đẹp thì phải chịu thôi chứ. Nét sang đó mà. Rồi, sang cổ luôn rồi. Đẹp cũng phải lấy luôn. Lấy không? Lấy không lấy. Nó mót thì. Nè. Cổ ghê luôn á. Giỡn với mẹ một tí thôi, thật ra là cái máy này á là mình sẽ đắp mặt nạ trực tiếp. Bình thường mẹ đắp cái mặt nạ kia con đưa cho mẹ là 20 đến 30 phút đúng không? Còn cái khi mà mình đắp cái máy mặt nạ UFO này á là mình chỉ cần 90 giây thôi là đắp xong một lần mặt nạ luôn. Nhưng mà cực kỳ hiệu quả luôn, thấy không? Đây là cái máy mà 7 triệu. À đó, nó giỡn chứ 199 đô đó. Giờ kèm thêm mặt nạ nữa thì nói chung nó cũng mấy triệu bạc đó chứ cũng rẻ. Nhưng mà thật sự là để mà có một cái máy này á thì cực kỳ xịn sò, thì cái giá thành của nó không rẻ, nhưng mà bù lại là mình xài lâu dài, mình xài từ năm này qua tháng nọ, nói chung là mình xài hoài hoài luôn, hết pin với việc sạc pin vô xài thôi. Và có điều một đặc biệt nữa là cái này nó kết nối với cái điện thoại kia của tôi giao rồi. Chờ con xíu con đi lấy điện thoại này nè mẹ, khám phá cái này đi để bi. Số 2 là đỡ. Thì bây giờ ba làm đẹp thì người ta nó cũng làm ra nhiều cái đẹp cho bà xem chứ. Ở đây là nó có 4 loại mặt nạ luôn nè. Mỗi rất là nhiều loại mặt nạ luôn. Thì 4 loại mặt nạ này là con thường đắp. Đây là những cái loại mà con hay đắp nè. Đó, cái mỗi cái mặt nạ đều có một cái công dụng khác nhau. Đây là cái mặt nạ ban đêm nè. Đó, cái này là ban đêm này, ban ngày. Đây là dưỡng trắng nè, cái này dành cho mắt nè. Nó dành cho mắt của mình nè. Nói chung là tất cả đều có công dụng là dưỡng trắng da, cung cấp dưỡng ẩm, giúp da của mình nó sinh sản collagen, đẹp da, mướt da. Đó. Rồi cái điều đặc biệt khi mà mình sử dụng cái máy này đó nữa, đó chính là mình sẽ tải một cái phần mềm.
Đây là cái phần mềm Polygon nè, đúng không? Mình sẽ cài đặt cái phần mềm này về nha. Đây, nhìn cho rõ nè, mình tải cái phần mềm này về, mình nhấp vô. Rồi, mình sẽ nhấn cái nút này, giữ cái nút này nè. Đó, nó sẽ hiện lên. À, hay vậy. Mình phải kết nối nha. Mình phải kết nối hai cái này với nhau để mình đắp mặt nè. Mày cầm cái này đi mà. À, đi mà cầm. Này là Cam đã kết nối sẵn rồi. Cái này rất là dễ luôn quý vị. Mình về mình sẽ tự kết nối với lại cái phần mềm cái app Pro này ha. Đây, sau đó là mình sẽ chọn vô một trong những cái để mà mình sử dụng, mình cài đặt. Đó, thấy không? Người ta sẽ hướng dẫn mình nè. Thấy không? Hướng dẫn mình là mình để chế độ nào, ban đêm hay ban ngày như nào, muốn nóng lạnh cỡ nào thì tăng lên, kiểu vậy đó. Và nó kêu này con. Đây là mình set nè. Mình bữa nay là buổi tối thì mình sẽ cài đặt vô trong là buổi tối, là mình sẽ đắp mặt nạ buổi tối nha. Rồi xong mình sẽ qua bên đây. Đó, nói chung là nó sẽ có nhiều cái để mà mình khám phá. Rồi. Secure the UFO activated mask to your device. Hiểu gì không? Không. Người ta nói là mời chị Nguyễn Thị Tính mở máy lên. Mở máy lại nhẫn. Đâu? Đó, con đang mở rồi. Đó. Mời chị Nguyễn Thị Tính đắp thử mặt nạ 90 giây. Đó, người ta nói là người ta biết mẹ luôn chứ bộ. Quả giải nè. Sao cái máy hà vậy? Chưa, cả đời chưa biết cái máy này. Chị có chưa biết á. Rồi, bây giờ nè. Bấm vô. Ủa, cái này là mình vô. Nói chung là mấy cái này là mình về mình tự cài đặt với nhau được ok hết luôn. Nha. Rồi. Hai vậy. Hai mà. Ừ. Tao ha, sao mà biết vậy chi? Rồi, bây giờ mình sẽ chọn. Bây giờ mình sẽ bật vô đây. Và mình sẽ chọn một trong những loại mặt nạ mình đắp. Bây giờ mình sẽ đắp mặt nạ buổi tối đi. Là cái này. Hồi nãy mình chế độ, mình mở chế độ buổi tối rồi. Mình sẽ chọn một cái mặt nạ buổi tối. Đó, bây giờ mình sẽ xé ra một cái nha. Một cái hộp mặt nạ này chắc khoảng tầm 10 đô. Đó, bây giờ mình sẽ xé ra một cái. Bữa nay mẹ xịn sò luôn mà. Bữa nay mẹ tính chơi lớn luôn. Bữa nay đắp mặt nạ chơi xịn luôn. Mặt nạ 7 triệu. Rồi, mình sẽ tháo cái miếng này ra. Và sau đó mình sẽ cho cái mặt nạ lên đây, mẹ cầm đi. Ủa, sao hai vậy? Cái gì trời ơi. Rồi, bình thường mình đắp mấy chục giây. À lộn, mình đắp 20 phút. Bây giờ mình rút ngắn lại chỉ còn có 90 giây thôi. Nhưng mà mặt nạ, cái mặt da của mình nó sẽ rất là đã luôn. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ cài cái này vô. Trời ơi, cân miếng chút xíu, còn mấy cái kia nó bự ra mà. À. Rồi, cài xuống. Đó, lúc này nó đã giữ chặt mặt nạ cho mình. Rồi, giờ... Nó sao không? Rồi, bây giờ mẹ cầm đi. À. Mình sẽ bấm nút Start để bắt đầu. Mời chị Nguyễn Thị Tính để lên mặt. Mà để vô đâu? Để lên mặt mẹ. Đây hả? Ờ. Bắt đầu. Đây. Nó sẽ hiện lên cho mình và hướng dẫn cho mình. Đó. Đây thưa quý vị, nó sẽ hiện cái màu bọ đỏ lên. Đây là để nó sản sinh collagen nè. Đó. Ừ. Ồ, thao lắm. Mẹ ngước mặt lên. Nó ánh nữa. Đúng rồi. Mà nó có chế độ rung nữa. Ừ. Trời ơi, ghiền luôn. Đó mẹ. Ồ, thao thao. Nhắm mắt lại cảm nhận. Mà biểu ai không ân đâu. Đó. Đó. Khi mà mình sử dụng là cái máy này nè, nó sẽ đồng bộ với lại cái điện thoại, cái app của mình. Nó sẽ có chế độ rung cho mình. Nó đếm cho mình biết là mình còn bao nhiêu giây nữa là xong. Thích thì. Đây, cái ánh sáng đỏ này sẽ giúp sản sinh collagen và đặc biệt là làm nở lỗ chân lông ra để đưa những cái tinh chất của cái mặt nạ này lên ha. Đó, trời ơi, đã mẹ. Đã nè. Ừ. Chắc cho rồi, giờ chắc khóa làm đẹp rồi, cái kiểu này là xu luôn cái này của mình rồi. Mình thoa nhẹ nhàng thôi nha quý vị. Đó, sau khi mà trong vòng khoảng 30 giây đầu thì cái máy nó sẽ rung lên và nó sẽ làm cho nóng lên và nó đưa cái tinh chất này sâu vào trong da mặt của mình. Đó, chùa chẳng đỡ thầu á. Chắc làm vài bữa chắc nó tráng non ra quá. Con nói mẹ, mẹ xè mấy ngày luôn, mẹ ghiền luôn, da nó mỡn, nó mướt mà nó tráng lên luôn mà. Con xè đỡ lắm. Trời ơi, kiểu này mẹ tính có bồ nữa đâu. À. Nghi lắm. Dạo này, đó. Nè.
chục trang. Ủa gần hết rồi tự nhiên nó không ngán nữa. Đúng rồi. Khi mà gần hết rồi thì những cái dây cuối cùng nó sẽ không nóng nữa. Hay. Đó. Là trong vòng bình thường mình đắp một cái mặt nạ bình thường á là mình sẽ để rất là lâu, mình đắp rất là lâu mất thời gian. Còn cái này á là mình đi đâu làm cái gì mình cũng có được 90 giây mà sau khi hết thì nó sẽ báo cho mình là hết nè. Buồn nó mất. Đó, kết thúc. Miệng ghê ăn bao nhiễu ham thiệt á. Nhưng mà cảm nhận của mẹ khi mà xe cái máy này mẹ thấy gì sao? Trời ơi, thấy thích mà nó êm mà nó có mạc nó thích hơn đây nhiều nó. Rồi, nó đây. Đĩa này to. Rồi. Mẹ tặng 7 triệu. Ừ, nó tặng cho bà. Welcome baby 7 triệu tặng đâu, đưa đây, đưa tiền đây. Bây giờ thích quá rồi. Bây giờ ngày nào cũng lét con ghé đó mặt nọ rồi trơn á. Cái máy này chắc nghi một ngày chắc đắp 8 lần. Chết luôn à. Mà mẹ không biết bấm nó nè. Thiệt. Rồi, mà không biết làm trời không đỏ gì đó. Đâu, chưa hết đâu nha. Đây là con nói thiệt sự luôn á, để mà tiết kiệm á, tại vì mình đắp một lần xong á. Điểm ở cách. Trong đây nè, tinh chất còn rất là nhiều quý vị. Điểm. Không, tinh chất còn nhiều lắm nè, mọi người coi nè. Đó, đó. Cho nên á, thường là mình sẽ đắp 90 giây thôi. Nhưng mà mọi người cũng biết là ở dưới quê là mẹ sẽ rất là tiết kiệm. Thì mình sẽ cho cái tinh chất mình vét ở trong cái bịch này ra nè. Cái tinh chất này nó rất là nhiều. Đó, nhiều ghê mà ba. Rồi bây giờ cho mẹ trải nghiệm thêm 90 giây nữa. Một lần nữa rồi một hồi nữa mình sẽ cho tới tiếng trải nghiệm. Rồi bây giờ mình sẽ bật vô mình chọn cái mặt nạ này, bật chế độ này. Rồi mời chị Nguyễn Thị Tính đưa lên mặt nó nè. Rồi. Đây. Đó, nó mát nè. Đó. Trời ơi. E được chưa mặt e nữa. Cay 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 cay. Đó mà. Đó. Nắng chưa mà. Nắng rồi. Thích nghe. Khi mà cái máy nó nóng lên thì nó sẽ đưa những cái tinh chất vào sâu trong lỗ chân lông của mình, sản sinh collagen và giúp da của mình trắng sáng và cung cấp độ ẩm cho da. Đó. Có rất là nhiều mẫu mặt nạ, nhưng mà cái mặt nạ ban đêm và cái mặt nạ mà dưỡng trắng da trông rất là thích luôn. Mình sử dụng trong vòng 2-3 lần thôi là mình sẽ thấy da của mình trắng cực kỳ. Dạ, nhanh đi lấy chồng lắm nè. Rồi mẹ tự làm cũng được luôn. Mẹ mày tập đi, mày tập rồi đi, mày đưa nhẹ nhàng vậy thôi. Tay kia giáo thuận, tay kia vẫn không đó, nhẹ nhẹ thôi, từ từ thôi. Trời ơi, cái làm cái gì mà giống như đi cắt cỏ vậy, lật đật đầy đầy. Đã phê à đó mẹ. Đó nó ấm thích kìa. Nhớ chụp hình vậy. Còn 16 giây nữa là kết thúc sự trải nghiệm ngày hôm nay với lại máy đắp mặt nạ UFO. Ồ, thật không? Ghiền rồi. Chết rồi, ghiền rồi quý vị ơi. Nhĩ qua mua đây đi, mau gì lòm em ơi. 7 triệu. Thật ra thì cũng chưa tới 7 triệu đâu. Nhưng mà rất là xứng đáng nha, tại vì á nó mình một cái này là mình bằng mình đắp một lần mình sử dụng cái này là mình bằng mình đắp 10 cái mặt nạ kia á. Mà cái này mình hết pin, mình sạc pin vô mình xài hoài, mình xài cả đời luôn. Thì đâu có gì là mắc đâu. Con thấy ok mà. Ồ. À, giờ mẹ cho con 7 triệu đi, con đi mua cho con cá. Ồ, thích ghê á. Nó tét rồi hả mẹ? À nó tét rồi nè. À nó cũng còn tung. Thấy đâu? Ok rồi, trời tiếc. Tiếc làm thêm. Rồi, sau đó là mình sẽ tháo cái mặt nạ này ra. Hai thiệt rồi, ham thiệt á. Đây, ồ nó mót. Chỉ với 90 giây. Rồi, bây giờ vừa làm cho con nhiễu thử coi. Đây, bây giờ mình sẽ đắp một cái mặt nạ. Cái này thiệt đá, cái này là dưỡng mắt, cái này là dưỡng mắt nè. Mắt thâm này kia ha. Còn cái này là cái mặt nạ dưỡng ban ngày. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ cho thím của mình trải nghiệm luôn. Mẹ ngồi xịt qua xíu mẹ. Thím qua đây thím. Em khế ngồi xịt qua đây thím. Làm luôn, đắp thử nữa mà. Đắp thử đi, nhiễu lại đây luôn. Thâm thiệt lắm, mót ghê, thôi đĩa dài đi. Làm thử luôn mua hả? Đừng rửa. Nó mót không mà. Rồi mình sẽ trải nghiệm cái máy này nha. Rồi bây giờ sẽ cho tiếng của mình trải nghiệm. Đó mẹ. Ồ thật mót, bây giờ mình đã nhẫn còn mót này. Đã quá à. Gì quá hả, nhìn mặt thấy sung sướng quá nè. Phê. Rồi bây giờ sẽ cho tiếng trải nghiệm. Cái máy hồi nãy là tiếng cầm đi. Có quý khán giả, làm điệp là mua cái máy này nè. Với mẹ tính làm ruộng chắc mà mẹ tính về thôi, nhớ trong vô điện thoại mà tính không biết để là hổ á.
Rồi, bây giờ cái cho là mạng hủ á. Con sẽ cài đặt lại chế độ setting. Đây là ban ngày. Đó, mặt nạ màu xanh đúng không? Rồi, mình sẽ vô chọn cái này nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bật star cho tím của mình nha. Mời tím Nguyễn Thị Đẹp đưa mặt lên, máy lên mặt nè. Rồi đưa lên mặt. Rồi. Đó. Đưa nó. Sao? Sao nóng? Nóng chưa? Nó nóng ngay trên môi vừa nó mất lạnh không? Đúng rồi nó mát ra thiệt có chi. Không mà tính ít cho xè với mà mấy cô ghé mà làm đẹp nay mua cái này nè, ham thiệt. Quả nào không thì có chứ. Nhắn chưa tiếp? Ừ. Cứ gì mà để ra nó. Chạy kiền thôi chứ, kiền hết rồi. Thôi bây giờ cứ xuống ông chồng này mua một ké đi thay phiên nhau xè. À hả? Bắt đầu nó rung lên rồi nè. Cái chồng này không tự nhiên tráng lên rồi đó. Chưa. Chưa hả? Đâu mà tráng nhanh như vậy mẹ. Đừng có xè chứ. Thế rồi mới đang làm đẹp cho mấy mấy tiếng mà. Ô quê luôn rồi. Nguyên xuống ông chồng được làm đẹp luôn. Đâu cô ba vô đây làm luôn. Bữa nay là cái này là mẹ có biết là hả, mình đi spa là một lần mình đi mình đắp mặt nạ như vậy là mấy trăm ngàn, mình đi chăm sóc da mình đắp mặt nạ là mấy trăm ngàn, còn cái này á là mình chỉ cần 90 giây thôi, cái đầu nó chuyển qua cái chế độ màu xanh nè, đó cái này nó sẽ quá tinh chất lại và nó đưa cái sóng màu xanh này lên da của mình, làm da của mình nó căng ra, nó căng mà nó mướt hơn. Không, nó lón liền thấy chưa, không gì cái chứ. Không, phụ nữ mà còn trẻ làm đẹp nên mua cái máy này, không thiệt. Trời ơi, mẹ tiết tiền vậy mà mẹ còn khuyên mọi người mua là con thấy mẹ dữ rồi đó. Mà tính là nói chung là ủa này nó tiết tiền, thứ hai nữa là già mắt râu. Già râu mà khỏe nang mình rồi. Nó rung rồi nó đã phải không? Hồi nãy nó nóng rồi nó mất. Nó mất rồi. Ừ, nó mất rồi đúng không? Nó cảm thấy là ồ, này nó ăn vô cái giò. Ở dưới nó luôn rồi, cùng nó đỏ đỏ thì nó cay ngay diện tổ được nó mất hồn. Đó. Rồi hết. Thấy rồi không? Hết 90 giây, mà 90 giây trải nghiệm đã hết. Xin mời quý cô xuống máy bay. Nãy giờ đang trên phi thuyền. Không, đó, tiếp cảm nhận sao nè? Không thiệt. Má kì á. Sướng được nữa. Đó đúng không? Càng đại mót. Lúc đầu nám sao mót. Không mà nó tiện nè. Tiện không có nằm, đáp nằm lâu. Đúng không? Đúng rồi, đâu đó làm lâu đâu, cái này là chỉ việc là 90 giây thôi. Cái này cái trà trà lên nó mấy bao nhiêu. Mẹ ơi, mẹ dùng cái từ trà nghe ghê quá đi. Mình đưa máy lên mặt nhẹ nhàng, massage nhẹ nhàng, đắp mặt nạ, mẹ kêu trà trà. Mô phạt dùng cái hết cành trà xả. Đây cô ba ngầu đi cô ba. Đó, chung trà cái số ông chồng nay dùng làm mặt nạ này. Mày ngầu đâu? Đó, cô ba cứ ngầu đi, con đứng được đâu. Đứng làm đẹp. Đâu? Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tâm đã mở một cái spa tên là spa Coreo UFO để chi để làm đẹp cho các cô trong số mong chồng dễ sợ. Đó, cô ba làm đẹp không nè, cô ba làm đẹp không, mỗi lần làm đẹp đưa con 5 triệu chứ sao trả, chứ bây giờ đi ra spa cũng tốn tiền, bây giờ ngồi ở nhà cũng tốn tiền. Dạ chưa mà, từ từ mà, khổ quá đi mà. Tự nhiên nè, ta ra là một loại ăn gì. Lấy xem cái hũ ra cho tao nè. Lấy hũ gì? Thưa quý vị là ngày hôm nay là mình đã trải nghiệm cho tiếng với là mẹ tính rồi. Là em cũng thích thịt hơn á. Và Trâm nói thật sự luôn là cái máy này á, Trâm đã trải nghiệm được 1 tháng rồi. Trâm mua và Trâm trải nghiệm 1 tháng rồi. Và Trâm thấy được một điều là khi mình sử dụng cái máy này là da mặt của mình nó trắng nhanh hơn, nó dưỡng ẩm tốt hơn và da của mình nó bật tông rất là nhanh luôn. Và có một điều đặc biệt mà Trâm cảm thấy Trâm rất là hài lòng, đó chính là Trâm đi quay, Trâm không có thời gian đắp mặt nạ đâu, cho nên là thường là có những cái thời gian mà rảnh rỗi Trâm rửa mặt sạch xong rồi Trâm đắp trong vòng 90 giây là nó đã hiệu quả rồi. Và Trâm thử trong vòng 1 tuần Trâm đắp 3 lần như vậy để coi như thế nào, và bất ngờ với kết quả là da của mình nó bật tông hẳn luôn và nó rất là sáng và mềm mướt, đi đâu đi quay mình đi kia cũng tự tin hơn cái làn da của mình. Rồi ngày hôm nay là mọi người đã trải nghiệm rồi, bây giờ mình tắt máy mình cho cô ba trải nghiệm. Giờ cô ba thích đắp mặt nạ màu nào? Trời biết gì mày. Màu nào cũng được đúng không? Màu nào cũng được. Đó, nhưng mà điều mà quan trọng là cái này hết pin, mình chỉ việc sạc pin mình xài thôi quý vị. Ở đằng trước đây là được thiết kế là rất là đẹp luôn, rất là sang luôn rồi đó. Đó, rất đẹp, rất là sang.
Đợt này là con mua 4 mẫu mặt nạ thôi nha. Đợt sau là con mua hết luôn. Nó có nhiều là nhiều là mẫu mặt nạ lắm. Đợt sau con sẽ mua hết luôn. Nói chung thì cái máy này là được một cái là nó gọn nè, đẹp nè, hiệu quả nè. Nó điều giá nó hơi chắc một xíu thôi, nhưng mà bù lại là một cái sự hiệu quả rất là cao trong cái việc mà làm đẹp da. Đó, có nhiều bạn ta nói trời ơi phí tiền nghĩ sao mua cái máy này mấy triệu bạc để xè. Nhưng mà các bạn quên rằng mấy triệu bạc mình chia ra cả đời mình luôn. Mình xè từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua tháng nọ, hết pin sạc pin thôi không sao hết, đúng không? Thì cái đây gọi là mua một mà nó để đời luôn. Mua một cái mà nó ngon là nó để đời, còn hơn là mình mua những cái mà dở dở xong mình xè hư hoài mua nữa, đúng không cô? À mua cái ngon cơm luôn. Mua cái này xè hoài. Cái này mình đáp xè hoài, mình hết pin mình sạc pin mình xè giống như xè điện thoại vậy đó. Gì nào, gì nào? Hả, mua một cái đi, thốt đi. Chỗ này sạc pin nè. Dạ, cái này sạc pin nè. Mình rửa thì mình chỉ việc mình lấy cái ngón tay của mình bịt cái này lẹ mình rửa thôi. Mình rửa lẹ mình tháo ra mình rửa thôi. Đó là phải làm nào gì đâu mà cả nữa. À, cái này nó hay cái một chỗ nó này tím. Ví dụ như mình đắp cái mặt nạ khác cũng được đi. Rồi mình mở cái chế độ này lên mình đắp được luôn. Chứ không cần nhất thiết là phải mặt nạ này, nhưng phải mình sử dụng với kèm cái hay có mặt nạ này thì nó ok hơn. Rồi mẹ con lại mẹ luôn á. Uống quá mà. Đang đắp cái mặt nạ này đỏ rồi. Thôi nó khó tiền ha. Rồi bây giờ bạn thấy bà ghiền không? Ghiền. Rồi 2 triệu. Trẻ nghiệm 2 lần 2 triệu. Kiếm 1 lần 1 triệu. Cô ba 0 triệu. Mẹ ở đây, có tiền đây. E cho không hơn, e lộn. E cho làm không bao giờ. Đúng rồi thiệt á. Phải trả tiền á. Để cơm mẹ đi. À, phiến mẹ chứ. Mày quá, con phiến mẹ cho mẹ tao chứ em phiến mẹ. Để lại cái gì vậy? Thôi khỏi đi giờ chịu à. Thôi xin chào quý khán giả nha. Ngày hôm nay phát hiện ra một chuyện là động trời mẹ tính đó. Phái đất mặt nạ. Dễ sợ thiệt. Rồi bây giờ mẹ tích đắp cái này hay là đắp cái máy này? Cái này nè, cái máy này nè, quý khán giả. Máy đưa nước con gái mà máu lân lây cho nên mua cái đây dùng nè, có con ơi. Tham thiệt. Chứ mẹ tính giờ bắt đầu chứ vô nãy vừa vô nó ấm ấm mà nó xô á. Bây giờ nó mất lạnh nè. Rồi bây giờ con để lại cho mẹ mày xem không? Xem phải mà không biết được, không biết lộn. Như nãy giờ chỉ đó, như hồn mưa. Bây giờ hỏi lại một lần nữa xem không nè. Xem. Xe á, xài, xe là xài đó. Thiệt khổ á. Đến tuổi này mẹ tính bắt đầu mê làm đẹp. Dạ màn rồi. Xin chào quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, bye bye. Cô ba bye bye đi, cô ba bye bye. Cô ba bye bye nè. Bye bye.